Alo, alo, rồi chuẩn bị cho vào nhóm nhé, live stream xong rồi đưa vào luôn. Hello anh em, thông cảm chút nha. Sáng giờ mình bận quá, mình làm nốt mấy cái này cho nó xong anh em. Để đêm mai mình dạy rồi. Sáng giờ mình chạy nốt mấy cái chân IC cho nó xong nha anh em. Rồi xin chào cả nhà. Rồi mô hình này của loại AB thì anh em biết rồi, cái đồng hồ này của AB 2016 nha. Mình đã làm hoàn toàn, hầu như nó gần trọn vẹn hết tất cả những cục IC. Sáng giờ mình ngồi mình hàn, rắc đồ bên trong. Còn chiều nay khoan hai cái lỗ xi nhan nữa là xong. Tí nữa mình sẽ đưa anh em vào trong nhóm. Đây cái dây này là cái dây nó sẽ gửi ngược lại về SU khi mà bị sự cố này, mất đồng bộ hoặc là cái gì. Riêng cái dòng SHK01 nó nằm ở đây nha anh em. Đó, đây này. Đấy, cái này nó mất đồng bộ này, nó sẽ báo. Dây này nó sẽ gửi về lại IC, SU. Đấy, để cho nó báo khóa smart key đang có vấn đề. Được chưa? Rồi, một dài, hai ngắn, một dài. Đó. Rồi cục IC này của SHK01 nha anh em, hầu như trên mô hình này nó chạy khá là nhiều, mình cho anh em xem luôn. Đây K02, K01 như nhau rồi. Thấy chưa? K02, K02, K701, V01. Và đồng thời cái này có thể mở tua qua cổng Talai ở đây được luôn nha anh em. Cái này gắn smart tool là có thể mở tua ở đây luôn này. Được chưa? Đó. Đó là nó báo chưa đồng bộ. Đó. Nghe thấy hay không? Sau này mình sẽ đưa vào anh em trong nhóm. Và cục này hôm qua mình đã test cho anh em rồi. Cái này SH Smart Key, SH Mo này. Đấy anh em nào cần IC comment luôn nha, mình test cho anh em nổ máy hết trên mô hình này luôn. Đó. Đó, nó đơn giản hứng thú thế thôi. Sáng giờ mình ngủ dậy khoảng 9 giờ 10 rưỡi mình ra mình đấu, bây giờ nó mới xong hết rồi. Bây giờ đưa SU khác này. SU này đã được đồng bộ với con ECM này rồi này, nó sẽ không báo tít tít nữa. Mình làm vậy cho nó nhanh. Rồi anh em nhìn vào cái đèn FI này. Mình chưa giả lập cảm biến map và IACV. Nó xuất hiện cái lỗi số 1 và cái lỗi 29 nha các bạn. Rồi các bạn đếm nháy đi. Chiều nay mình dùng hai con địch chờ nữa là xong. Đúng chưa nào, anh em chia sẻ đi nhá. Đó, hay không? Một mô hình anh em chạy được khá là nhiều không? Đó, lỗi map. Đây. Đúng không ạ? Về nhà chúng ta có một cái mô hình chúng ta thử đủ các loại chủng loại IC của ECM từ khóa chìa cho tới smart key.
Con này tí nữa mình ộp vào nổ luôn. Con này hẹn anh em đến đêm nay nó sẽ hoàn thiện cái mô hình này. Đêm nay mình sẽ like cái cuối cùng và chia sẻ cho các bạn, và đêm mai mình dạy rồi nhá. Đó. Đây thì mình đã đánh dấu ở đây rồi. Cái này mình chỉ gắn con điện trở với dây mắt chung nữa qua con điện trở là xong. Map này, thấy chưa, mình chưa giờ lập con map. Tiếp tục, cái này là IACV một cặp, mình sẽ sử dụng con điện trở luôn, giả lập cho nó hết báo cái lỗi 29 một cặp, và đây sẽ là một cặp nữa. Ok, thấy không, dây điện nó khá là nhiều, anh em tỉ mỉ đấu nha, không là nó to IC đấy. Đó. Rồi, cái này nó sẽ là đường truyền dữ liệu từ SU đến ECMID là con IC này. Đấy, cái này chạy khá là nhiều IC này. Tùy theo chân nó khác nhau nha các bạn. Không phải IC nào cũng trùng nhau. Đó. Đấy, và cái dây này, dây vàng này là riêng cái con SU của K01. Cái dây này để cho nó báo lỗi này. Sờ Mackey có trục chặt thì nó báo lỗi, nó phải cắm ở đây này nha các bạn. Đấy, nó khác những cục IC kia. Đó. Và đây mình độ chế cho hai cái rắc ra cực kỳ là đẹp, để cho những cục IC nào nó không vừa cái rắc này. Bởi vì rắc này là rắc zin trên mô hình của những cục Valio, rồi AB mới. Còn những cái dòng AB cũ thì chúng ta phải cắm rắc khoan 4 cái lỗ, đẹp không? Đấy, cặp nguồn, cặp mát, 3 pha. Đó. Còn cái loại mà IC K29 của SHMO thì đương nhiên cái mã ECMID thì nó sẽ là chân khác, và cái báo lỗi nó cũng là ở chân khác luôn. Chân này chân số 4 này của SHMO, chân số 4. Còn K01 là nó nằm ở đây. Đấy, khá là thú vị. Nhóm này thì chúng ta sẽ khởi động, nó sẽ để, nó sẽ nổ này. Còn cái lỗi số 1 với lỗi 29 này không quan trọng nha các bạn. Tí nữa mình giả lập con để chở là xong. Đề này. Đó, có lửa có phun này. Rồi, tí nữa anh em chuẩn bị vào nhóm nhá. Được không anh em? Rồi, anh em nào chưa tham gia thì mua máy nhá, hoặc là đọc online nhá, 3 triệu cước nhá. Phí để vào nhóm, khóa này khá là thú vị đấy. Rồi, bạn nào mới chuyển khoản 3 triệu nhá. Ok, mình đã nhận được Nguyễn Văn Sĩ 3 triệu tiền học online này. Đó, tối nay mình sẽ live stream chia sẻ cái cuối cùng. Anh em nào ok thì liên hệ đóng tài khoản và trong nhóm. Ok. Đó. Vậy bây giờ mình sẽ rút con IC này ra, mình đấu con IC khác nó sẽ mất đồng bộ này. Thấy chưa? Đây, cái dây này rút nó ra. Ok chưa? Rút rắc này ra. Rắc này nó hơi bị cứng nha anh em. Ơi, mát. Mát nguồn này. Này, từ rồi lại chính này. 3 pha đề và sạc này. Rồi, rắc IC này. Ba cái rắc này hầu như chạy khá là nhiều IC. Rồi, mã ECMID. Anh em nào cần con IC này comment luôn. Rồi, K02, K01 của SH đời đầu của Sở Mất Kỳ lắp chung nhau. Test sẵn oxy kê. Rồi, cái này là của SHMO, Sở Mất Kỳ. Khóa Sở Mất Cây với quan trọng khóa chìa thì búng nốt nhạc nha các bạn. Cái quan trọng là Sở Mất Kỳ thôi. Khóa chìa nó chỉ là tích tắc.
đẹp không? Đó. Ô xì kê rồi, nhớ nhớ rắc không phải cắm lung tung rắc rồi. Ok, giày dựa ghê quá, người đấu người biết thôi. Rồi cái này thì đương nhiên chưa đồng bộ này, cái bảng này mình chưa gắn nó vào, nó hơi bị rung rinh nha anh em, nó hơi bị rung rinh. Chưa đồng bộ này. Đó, thấy chưa? Anh em thấy hay không? Khá là nhiều. Hay cho xin cái ok đi. Đó. Đúng không ạ? Chưa đồng bộ thì chúng ta nhấn nút đề chưa khởi động được. Đúng không ạ? Chưa có lệnh đề. Bởi vì ECM này đang bị khóa, chưa có cái lớp bảo mật để mã hóa nó. Đó. Khác gì một con xe, cái này lắp thêm cái động cơ nữa vào đây nó sẽ nổ. Rồi tí nữa mình đưa anh em vào trong nhóm. Và còn cái này cũng là của SH. Rồi anh em này làm bể rắc, anh em bán lại cho mình. Tí nữa mình sẽ đọc cái mã ECM ID ra, mình sẽ đồng bộ xem sao. Rồi gắn này cục này vô coi bây giờ nó bị cái gì đã này. Cháy xịt khói xịt đồ gì không à. Cái này cũng là thắc mo luôn. Nó như cục đó. Chưa có mã. Đẹp luôn, nóng. Chân này nó hơi bị bè, mình phải lắc cái rắc này cái đó cho nó ngay thẳng cái đó anh em. À, đơn giản đúng không ạ? Rồi anh em cứ từ từ nhá, đi đâu mà nôn hết đấy. Anh em nào ôi trời ơi, chặt gốm anh em thấy không? Ôi. Ủa, rút ra rút vào một cái rác này là ựa cơm ạ. Đây cái này cũng là vậy.
V81M. Rồi, như nhau. V01, V11. Thử con này xem sao. Hay là nó tọi rồi biết. Đó, rác này hơi bị chua ăn rồi. Rồi, ok. Rồi, con xe này hư luôn. Không có đồng bộ, đồng yếc gì hết. Con này tọi rồi nha anh em. Con này đứt phim rồi. Không có báo kêu gì hết. Rồi xe này ngọn luôn rồi. À, vậy mà anh em kia kêu xe này còn ngon. Ngon đâu, nếu mà ngon nó sẽ mất đồng bộ nha anh em, nó sẽ kêu tít tít. Lỏng giác không? Rồi. Con này đi trời thu rồi. Đó, anh em dạy mà kêu ok. Con này lên đường trời thu rồi. Chập chết rồi. Vậy là thua nha các bạn. Vậy là không có cách nào cứu hết á. Thà bây giờ nó mất đồng bộ thì chúng ta có thể đọc. Và cái này tiêu rồi. Đấy, xe này là lên đường. Thì các bạn mua trên mạng thì các bạn phải mua những cái người nào bảo đảm cho các bạn và đồng thời phải test cho các bạn như cục IC như thế này. Ở nhiều người cung cấp cho anh em cái mã nhưng về nhà cắm vào nó là kêu tít tít đâu, nó phải là kêu tít tít mất đồng bộ cái đã. Thì chúng ta mới nhập cái mã ECMID này vào cái hộp SU thì đương nhiên nó mới có bơm xăng, có đèn FI. Nên nhiều anh em bán trên mạng kêu ok mình bán rẻ cho. Xe này không bị gì đâu. Rồi về nhà bạn chỉ cần đọc cái mã ECMID ra là nó sống, sống con mắt, anh em thấy không? Nó tọi rồi. Đó. Nó phải như thế này, nhét vào nó phải kêu tít tít. Thì chúng ta mới lôi ra, chúng ta đọc cái mã ECMID để chúng ta đồng bộ. Còn như thế này thì kêu vào mắt, đúng không ạ? Thế này là chết. Đó, nên nhiều anh em lỡ may mà IC chết ấy, thì đừng có bán, tội những anh em khác. Làm như vậy thì chẳng được cái gì, lừa đảo được vài trăm ngàn bạc. Thì bây giờ nhiều người bán như thế này, người ta bảo bao. Ok, mình bán rẻ cho bạn vài trăm, mua về nhà vậy là đít cước. Anh em hiểu không? Cái quan trọng là không cần cái má này, mà miễn sao bạn bao cái con này là nó sống. Về nhà mình tự hít cái má này ra. Còn đương nhiên bán có cái má này luôn, zin như thế này thì đương nhiên giá nó sẽ mắc. Rồi con này chập mặt tọi bên trong ấy luôn rồi. Hết cứu. Rồi clip đến đây xin phép được tạm dừng và kết thúc. Tuấn xin phép đưa những anh em vào trong nhóm. Đó, phải kêu tít tít mới được. Xong. Tối nay sẽ có cái ban này tặng anh em này.
rác này thì ok rồi này. Kêu nhiều anh em phỉnh như thế này, anh em này, ừ không sao đâu bạn ơi, mình làm trong hết. Xe người ta tai nạn, người ta bể rác này mình bán cho bạn thì mẹ nó chết tổ rồi. Anh em hiểu không? Đây rác này đã thẳng hết rồi, về nhà gắn ok hết mà im ru hết. À, không sao đâu bạn ơi. Ồ, cái này mình làm trong hết mà bạn. Bể rác thôi mình thay, mình bán cho bạn 5 lít. Mua về nhà ôm bom luôn, mua về nhà tọi luôn. Xe nào cũng chạy được hết đấy. Mất lửa mất phun. Hay không? Đấy, như cái xe này bật lên có bơm xăng này. Đấy giờ ban này mới gọi là phê này. Có bơm này. Đề này, mất bơm mất lửa này. Gặp cái ban này thì anh em khóc ròng. Đề này. Đúng rồi, minh mẫn. Đó, anh em gặp cái ban này gọi là phê này, bật lên có bơm xăng này. Đó, nhiều lúc bán con IC này lời 100-200 ngàn bạc, test tốt mắt. Anh em hiểu không? Câu dàn dây điện này còn test mắt. Đề mất lửa, mất bơm này. Rồi, bu lăng quay sệt sệt luôn này. Có, yên tâm, cái ban này sẽ chỉ nhiệt tình trong khóa học. Gặp rồi thì gọi là đắng lưỡi đấy. Đó, bơm EE này không báo lỗi luôn nha. Cái đèn này đang báo yếu pin. Cái này là khóa chìa, không cần đồng bộ. Khóa chìa thì không cần đồng bộ. Rồi, xin chào, hẹn đêm nay 20 giờ live stream chia sẻ đêm cuối nhá. Đồ con e xe này đẹp thế này rồi anh em thấy không? Tỏi này, bể tí rắc. Đổ đít phíp. Thua. Con này quá đẹp, phải thắc mò. Con này như nhau. Đồ con sống con chết. Quá tiếc cho cuộc tình. Rồi bây giờ anh em chuẩn bị nhá. Rồi xin chào. Về lắm cho anh em đâu phải sung sướng đâu mà.
tài liệu này đọc còn mọt mắt. Đó. Rồi. Chờ xem cái này đã, chờ xem này rồi nghỉ nha, chờ chút. Phục tình thứ hai anh mang cho em. Ok em trai. Chiều băng mấy cái dây này lại nha anh em, đủ chạm vô mâm này chết hết. Đó là bị chạm đâu rồi đó. Chạm đầu khóa là kêu á. Chạm dây nguồn này ở đâu rồi? Rồi, xin chào anh em nhé. Để chiều làm tiếp. Rồi, xin chào. Bye bye nhá, anh em chuẩn bị vào nhóm nhá.